Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMS, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng quy định tại điểm D khoản 2, điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, cơ quan điều tra công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản. Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2009 đến 2012, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng. Đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Dự án CT6 Kiến Hưng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây Cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1 trên 500 trên diện tích đất so với công ty BEMES quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội. Sau khi mua lại công ty BEMES, lợi dụng chính sách quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt dù không được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, nhưng ông Thản vẫn tiếp tục chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật thu lời bất chính. Quá trình điều tra xác định, tổng số căn hộ dự án là 1620 căn, trong đó 934 căn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 502 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ. Theo kết luận điều tra, các căn hộ được ông Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bán, bàn giao cho khách hàng về sinh sống. Nhưng đến nay, có 520 khách hàng mua căn hộ không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của hàng trăm căn hộ khi không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ. Kết luận điều tra cho rằng ông Thản được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và có thành tích xuất sắc trong sản xuất. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.